Tà bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay, chính là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B, vòng bảng U21 Euro 2023 giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha với Croatia, diễn ra vào lúc 1:45 Chủ nhật ngày 25 tháng 6 trên sân vận động Juleski Stadium. U21 Tây Ban Nha đã chứng minh vì sao họ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu này bằng chiến thắng giòn giã 3-0 ngay ngày ra quân. Nhìn rộng ra hơn, đội tuyển thuộc bán đảo Iberia sở hữu thành tích tương đối ấn tượng với mạch trận 10 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 8 chiến thắng. Hàng công của đội tuyển xứ đấu bò cũng đang thể hiện sự hiệu quả của mình khi đã có tới 12 pha lập công sau 6 lần ra sân gần nhất. Ngoài ra, huấn luyện viên Santi Denia có trong tay những cái tên rất chất lượng như Sergio Gomez, Man City, Alex Baena, Villarreal, Arnaud Martinez, Girona cùng chân sút chủ lực Abel Ruiz Braga, người đã ghi 10 bàn thắng sau 21 trận cho đội U21 Tây Ban Nha. Với những gì đang thể hiện, U21 Tây Ban Nha hoàn toàn có thể kỳ vọng trận mở màn với cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Nhìn sang phía bên kia, Croatia đang khiến người hâm mộ của mình thất vọng hơn bao giờ hết khi để thua 0-2 trước Ukraine trong ngày mà họ sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn và các thông số nhỉnh hơn. Thực tế, đội bóng của huấn luyện viên Dragan Scorcic cũng đã có được những bước chạy đà rất tốt cho vòng chung kết U21 châu Âu với chuỗi 7 trận liền không thua, trong đó có 5 chiến thắng. Mới nhất là trận thắng 2-1 trước U21 Anh hồi tháng 3 năm nay. Trận đấu với Tây Ban Nha sắp tới mang ý nghĩa sống còn với Croatia, vì nếu không thể thắng thì họ gần như sẽ phải dừng chân ở vòng bảng. Ngay cả thành tích đối đầu cũng đang không ủng hộ đội bóng Đông Âu, khi trong 10 lần đối đầu gần nhất họ đã để thua Tây Ban Nha tới 5 lần. Với tính chất của trận đấu, U21 Croatia không còn lựa chọn nào ngoài việc dồn hết sức thi đấu để bước qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knockout. Mức chấp nhà cái đưa ra là Tây Ban Nha chứ 0.75. Đặt chọn niềm tin vào đội tuyển xứ đấu bò là quyết định hợp lý khi họ đang sở hữu dàn nhân sự và phong độ vượt trội. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.5. Đi tài là quyết định hợp lý khi Abel Ruiz và các đồng đội đang thi đấu thăng hoa hơn bao giờ hết. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.